Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu về đồ thờ cúng. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bằng cửa võng, mẫu long hóa mai bằng chất liệu gỗ vụ Lào. Và cái thông số kích thước của bộ cửa võng này là chúng tôi làm với kích thước rất là khủng, chiều dài là chúng tôi làm dài 2m70 và chiều sâu xuống nguyên phần đuôi là chúng tôi làm 1m70, kích thước rất là khủng. Và trong cái video clip này chúng tôi cũng giới thiệu tới tất cả quý khách hàng đây là mẫu cửa võng hàng kỹ, hàng thừa của chúng tôi. Cửa võng này chúng tôi làm dày 7 phân, chiều dài là 2m70 và nguyên phần trùng xuống là chúng tôi làm 70 của chiếc cửa võng dài này, còn phần đuôi là chúng tôi làm 1m70. Toàn bộ phần đục chạm này chúng tôi đục chạm kênh bong moi móc mẫu long hóa mai, phần đuôi thì chúng tôi chạm tứ quý hóa tứ linh. Thì trong các video clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu cửa võng như hồng chỉ, tứ linh và long hóa mai. Và cửa võng cho điện thờ thì chúng tôi làm cong, chúng tôi không làm thẳng, cũng có rất nhiều mẫu rồi. Quý vị có thể vào trang chủ đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm mẫu cửa võng. Mẫu cửa võng này chúng tôi phần dưới này chúng tôi chạm đầu hổ phù đã được hóa, không phải là đầu hổ phù thật, đây là đầu hổ phù hóa. Và bên trên thì chúng tôi chạm chữ thọ. Chúng tôi cũng tư vấn với khách hàng khi quý khách có nhu cầu mua sắm hay là đặt hàng về cửa võng thì chúng tôi cũng báo luôn là tùy theo cái sở thích của từng khách hàng và cũng theo với cái mẫu nhà. Nếu như điện thờ mà làm cong ba điệu thì chúng tôi sẽ làm kiểu khác, mà nếu nhà thẳng thì chúng tôi sẽ làm cửa võng thẳng, và nếu như nhà gỗ thì chúng tôi lại phải đo từ hai bên cột, đo từ hai cái phần ở cột giữa là chúng tôi sẽ tính được, và chúng tôi tính theo mét dài. Mà khi chúng tôi báo giá về cửa võng là chúng tôi đã bao gồm cả phần đuôi. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều cơ sở đang báo giá cửa võng nhưng không báo đuôi, phần đuôi tính riêng. Nhưng cơ sở đồ gỗ Hiền Lành cũng tư vấn tới khách hàng là khi chúng tôi đã báo giá cửa võng là chúng tôi đã tính bao gồm cả phần đuôi và phí vận chuyển lắp đặt tại nhà, nên quý khách yên tâm. Mà quý khách ở xa không về được thì chúng tôi sẽ quay lại video clip phần mộc một lượt để cho quý vị xem, và sau đó chúng tôi sẽ quay các cái quy trình hoàn thiện sau. Vì bộ cửa võng chúng tôi đang giới thiệu đây là phần đuôi nó dài 1m7 và cộng thêm phần táp bên trên của phần cửa võng dài, chúng tôi thì cơ sở đang rất là nhiều đồ, chúng tôi không thể kê thành bộ được vì phần đuôi là quá dài. Thì các bạn đang xem đây, phần đuôi chúng tôi đang dựng sát bên tường đây, cao 1m70. Và cửa võng này chúng tôi làm với chất liệu gỗ vụ. Tôi xin nhắc lại kích thước là cửa võng này dài 2m70, nguyên phần đuôi là dài 1m7, được chạm long hóa mai, hàng đục kỹ, hàng thửa, hàng dày 7 phân. Thông thường thì trên thị trường đa số khách hàng chỉ đặt 5 phân. Và đây là hai bức cửa võng hồng chỉ chúng tôi làm với kích thước mini chỉ có 1m53 thôi, đã được sơn son thép vàng, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Hải Phòng. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều hoành phi câu đối khám thờ. Thì quý khách có thể kích vào trang chủ đồ gỗ Hiền Lanh, địa chỉ YouTube để xem thêm các sản phẩm đồ thờ cúng. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bức cửa võng một lần nữa đây. Đây là bức cửa võng long hóa mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các